Nó sẽ gồm các bộ phận chính như là thứ nhất là cái áo ạ. Thì trong cái áo này nó sẽ có các đường ống để đi ạ. Và trong các đường ống ấy mình sẽ có những cái nẹp cố định ạ. Nẹp cố định đường ống. Trong áo này thì được thiết kế bởi các lớp vải và một cái lớp cách nhiệt ạ. Có thể mình thấy luôn ạ. Và cái thứ hai ấy là một cái bình đựng như bọn em đang thí nghiệm là bình bình thường ạ. Và nó có cái lớp gọi là lớp cách nhiệt cho bình ạ, để giữ đá được lâu nhất. Ở trong cái bình này thì bọn em sắp xếp thêm một cái bơm ạ, để bơm nước đá ra khỏi bình ạ. Và cái nguồn điện để chạy được cái bơm này thì bọn em đang sử dụng một cái cục sạc dự phòng, hầu như là ai cũng có. Đó là cục dự phòng này có dung lượng là 10.000 am. Thì để chạy, để đảm bảo chạy được bơm này trong vòng tầm 8 tiếng hoặc trên 8 tiếng ạ. Cái nhiệt độ khi mà bọn em thử nghiệm ấy thì hôm đấy là trời rất là nóng, 38 độ C bên ngoài. Khi bọn em mặc áo bảo hộ các thứ vào thì nhiệt độ trong áo là rơi vào tầm 42 độ, 44 độ. Thì khi mà bọn em kết hợp thêm mặc cái áo này vào thì nhiệt độ trong áo nó sẽ rơi vào tầm 27-28 độ. Mình có thể hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái lượng giảm nhiệt đấy bằng cách là sử dụng điều chỉnh lưu lượng nước ở trong bơm. Có thể mình hoàn toàn có thể mình tăng lên 30 hoặc 35 độ để cứ cho nước chảy chậm thì nhiệt độ nó sẽ giảm xuống được ít, còn nước chảy nhanh thì nhiệt độ sẽ giảm xuống nhiều. Hoàn toàn có thể điều chỉnh được ạ. Nên là sẽ không tránh hiện tượng sốc nhiệt. Như bọn em thí nghiệm thì với 300g đá và 400ml nước thì áo hoạt động được trong khoảng 4 tiếng ạ. Tính riêng chi phí của chiếc áo này thì khoảng dưới 500.000 ạ.